Có một vấn đề rất là kỳ lạ là rất nhiều người làm kinh doanh mà mỗi lần làm showcase bán hàng hay là showcase giới thiệu sản phẩm á, thì họ lại thao thao bất tuyệt về tính năng sản phẩm, về công ty quy mô của họ như thế nào hay về định hướng của họ trong tương lai. Thực ra khách hàng họ đâu có quan tâm những điều này đâu. Cái họ cần á, là bạn cung cấp được cái lợi ích nào mà nó khớp với nỗi đau hay là khát khao của họ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Nếu bạn có thời gian rảo một vòng trên các trang mạng xã hội, các trang Facebook bán hàng hoặc là tham gia một số cái diễn đàn kinh doanh thì bạn sẽ thấy rất là nhiều người họ sẽ lên và họ trưng bày sản phẩm nè, họ trưng bày giá nè và họ trưng bày tất cả những tính năng vượt trội, tất cả những thứ nổi bật của sản phẩm của họ trên mạng xã hội. Và cũng giống như là nhiều cái showcase bán hàng mà mình đã từng tham gia đó, thì diễn giả họ nói rất nhiều về tính năng sản phẩm, nói về công nghệ vượt trội, nói về những đặc tính khác biệt mà họ có so với đối thủ. Nhưng mà có một điều mà họ không hiểu á, là trọng tâm ở đây chúng ta cần phải tập trung là khách hàng chứ không phải về bản thân chúng ta hay là về sản phẩm. Ví dụ đi, khách hàng họ chỉ quan tâm là ok, anh cung cấp được lợi ích gì để tôi có thể thỏa mãn cái nỗi đau ngay bây giờ. Chứ họ đâu có quan tâm là gia đình bạn kinh doanh bao lâu, rồi kho hàng bạn lớn như thế nào, hay là sản phẩm bạn có công nghệ 4.0 hay là 5.0 gì đâu. Có một cái bí mật về việc khách hàng thực sự mua gì từ bạn mà ông Jay Levinson ông có chia sẻ đó, và mình thấy cái này thực sự rất là đúng khi mình tiến hành bán hàng, thì đó là có hai thứ. Thứ nhất là bản chất khách hàng chỉ mua cái lợi ích từ sản phẩm của bạn, chứ họ không nhất thiết phải mua tất cả những tính năng mà sản phẩm mang lại. Mà cái đỉnh cao của việc mua lợi ích á, chính là họ mua cái giấc mơ mà sản phẩm bạn có thể đem lại cho họ. Mình sẽ giải thích kỹ hơn ở phần sau. Thứ hai là họ mua sản phẩm vì họ mua chính con người bạn, vì họ nghĩ bạn là người đàng hoàng, và sau đó bạn có thể cung cấp những dịch vụ sau khi bán hàng cho họ, và họ có thể luôn tin tưởng là bạn sẽ luôn có ở đó để giúp họ, chứ không có bán lần rồi bỏ đi. Thì bây giờ mình sẽ tập trung phân tích vào hai cái mong muốn mà khách hàng muốn mua nha. Thứ nhất là khách hàng chỉ mua cái lợi ích mà đáp ứng được nỗi đau và khát khao của họ. Ví dụ như bạn là người bán dầu gội đầu đi, tức là sản phẩm bạn có rất nhiều tính năng làm mượt tóc nè, chống rụng tóc nè, mùi thơm dễ chịu nè. Nhưng mà cái khách hàng cần á là anh ta chỉ cần một mùi thơm thật là quyến rũ để anh ta đi tán gái thôi. Thì bạn chỉ cần nói về lợi ích mà anh ta muốn, bạn không cần phải nói về hai cái tính năng kia. Ngoài ra thì nếu bạn từng xem cái video về marketing vào tâm trí vô thức mình từng làm cách đây 2 tháng á, thì nó nói là 90% quyết định của con người được quyết định bởi tiềm thức. Mà để chạm vào tiềm thức á, thì chúng ta có thể dùng một cái từ khóa là hãy tưởng tượng. Ví dụ thay vì bạn nói là anh hãy mua cái chai dầu gội đầu đi, cái nó thơm lắm, thì bạn nói là hãy tưởng tượng là nếu anh xài cái dầu gội đầu này thì với mùi hương này thì anh sẽ hấp dẫn được rất nhiều cô gái, vì đây là mùi hương nam tính và của người đàn ông thành đạt mới xài. Giống như It Man đang quảng cáo vậy đó, tức là nó không nói về là thơm, mùi hoa hồng hay là mùi gì hết, mà nó mô tả một cái đoạn clip là một người đàn ông từ xe bước ra, sau lưng anh ta là hai cô chân dài. Thì đó luôn là giấc mơ của mọi người đàn ông. Thì đó là một cái tắc tích mà đánh vào tâm trí vô thức bằng từ khóa hãy tưởng tượng. Tóm lại thì cái bạn cần khi mà đánh vào lợi ích mà khách hàng muốn là bạn chỉ chọn ra cái tính năng mà cung ứng được cái lợi ích mà họ cần, là một. Thứ hai là hãy dùng từ khóa hãy tưởng tượng để nâng tầm cái lợi ích đó thành một giấc mơ. Thì khi bạn chạm được vào tiềm thức của khách hàng thì họ sẽ dễ mua hàng hơn. Thứ hai là khách hàng mua sản phẩm căn bản vì họ mua chính bản thân bạn. Mình thấy nhiều người có suy nghĩ mắc cười. Tức là lúc đầu khi dụ người ta mua đó thì rất là săn đón, rồi rất là niềm nở, rất là yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Mà tới lúc người ta mua hàng rồi thì xong là coi như quăng người ta chỏng chơ luôn. Không có thèm nhắn tin take care hay là không có thèm hỏi han sau đó nữa, và thái độ nó cũng khác. Thực ra bản chất á, là sau khi họ mua hàng lần đầu thì sau đó cái thái độ chúng ta, cái xử sự của chúng ta đối với họ sẽ quyết định họ có mua lại hay không. Tại vì thực ra khi mà người ta mua sản phẩm vì họ mua chính con người bạn, nếu họ nghĩ bạn là người tử tế và sau khi họ mua hàng xong họ vẫn nhận được dịch vụ y chang như vậy và họ không bị bỏ rơi, thì họ sẽ là khách hàng trung thành của bạn sau này. Thì bản chất là mình đang kinh doanh cái nước súc miệng nano á, và khách hàng của mình á, mua hàng chỉ đơn giản vào người ta quý mình thôi, chứ cũng chả có phải là mình. Đương nhiên là của mình cũng có một số cái USB khác biệt, nhưng mà họ mua vì họ mua cái bản thân mình, họ mua cái mặt của mình á, chứ không phải là họ mua sản phẩm. Tóm lại thì thông điệp của ông Jay Levinson
và mình cũng hoàn toàn đồng ý với ông á. Rất là đơn giản, hãy chấm dứt nói về công ty của mình, hãy chấm dứt nói về bản thân của mình, hãy chấm dứt PR về công nghệ, mà hãy tập trung vào khách hàng và xem họ là trọng tâm. Tức là hãy nói về cái lợi ích mà họ mong muốn được nghe. Thứ hai là hãy làm cho người ta yêu quý mình, hãy phát triển bản thân mỗi ngày, hãy yêu thương khách hàng và quan tâm chăm sóc họ, thì khi đó họ sẽ mua sản phẩm chỉ vì họ yêu bạn mà thôi. Nếu bạn có một cái suy nghĩ khác về vấn đề tương tác với khách hàng và bán hàng thì hãy để lại comment bên dưới và subscribe kênh mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.